Mười tướng mắt đại phú, đại quý, càng có tuổi càng có thế lực, cả đời may mắn an nhàn. Hoan hỷ đón chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy May Mắn, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Ánh mắt, hình dáng mắt là một yếu tố quan trọng trong thuật xem tướng của người xưa. Ánh mắt như thế nào gọi là tốt, đắc tài đắc lộc cho mệnh chủ? Và liệu bạn có đang được tướng mắt đại quý, đại sang, hiếm người sở hữu để cả đời ăn sung mặc sướng, quyền cao chức trọng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video này nhé! Trong khoa xem tướng mắt có nhiều danh hiệu khác nhau tùy theo thuật ngữ của từng lĩnh vực. Trong lĩnh vực đoán vận hạn lưu niên, mắt trái được gọi là thái dương, mắt phải được gọi là thái âm, còn gọi là nhật nguyệt hay là âm dương tinh. Đứng về phương diện ngũ quan, mắt được gọi là giám sát quan. Phép đoán vận hạn lưu niên thông dụng chia mắt trái thành 3 phần: thái dương, thiếu dương, trung dương. Mắt phải thành 3 phần: thái âm, thiếu âm, trung âm, hay còn gọi mắt là tam âm, tam dương. Thứ nhất là long nhãn. Rồng là con vật cao quý thần kỳ, chính vì thế mà long nhãn đại diện cho quý khí. Đây là dạng mắt to tròn, có đôi mắt vuốt dài, con người đen láy, rất có thần và uy lực, lòng đen lòng trắng phân minh. Người có long nhãn cả đời giàu sang sung sướng, quan lộ thanh thang, danh tiếng lẫy lừng. Chiều dài và chiều cao của mắt cân đối, đôi mắt dài và hơi xếch. Nếu như chỉ có hình dáng mắt tốt mà mục quang ánh mắt không sáng thì sự tốt đẹp sẽ giảm đi nhiều, chủ nhân có danh vọng nhưng tài lộc không dồi dào. Người có long nhãn dù không có ý xuất đầu lộ diện nhưng vẫn được những người xung quanh ủng hộ làm lãnh đạo. Nhìn chung đây là người có uy quyền, biết điều tiết cương nhu đúng mực, khiến cho người khác khâm phục, quý trọng và có ý đôi phần kiêng nể khi mà tiếp xúc. Phụng nhãn là kiểu mắt hơi xếch, mắt hai mí, con người to, đuôi mắt có chút nếp nhăn, mắt vừa ấm áp lại có sức mạnh thần thái đĩnh đạc quyền quý. Người có phụng nhãn thì tính tình uyên bác, nhân từ tốt bụng, học vấn hơn người, vẻ mặt thanh tao, cao nhã, phản ứng mẫn tiệp, dễ làm lãnh đạo, cố vấn cao cấp. Khổng tước nhãn là mắt được ví như là con công thon dài, con người to mà đen nhưng hơi sát ra phía đuôi mắt. Người chủ của cặp mắt này khí chất khí sắc đều hơn người, ngoại hình diễm lệ, tính tình hướng nội. Họ giỏi thuyết phục người khác, hôn nhân viên mãn, cuộc sống thuận hòa. Đàn ông dễ làm quan, phụ nữ dễ thành mệnh phu nhân. Ngưu nhãn là dáng mắt to và tròn, mắt nhiều mí, lòng đen khá to và rõ. Người sở hữu đôi mắt kiểu này rất ít khi chớp mắt, dễ bị cận thị, tính tình ôn hòa thành khẩn, cần cù chịu khó, giàu về vẫn niên, cực phát về điền sản và đất đai. Tầm tuổi trung niên cần tránh họa do háo sắc mà ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Yến nhãn là dạng mắt khá đặc biệt vì mắt vừa mảnh lại dài, đồng từ nhỏ, mắt lại hay có vằn đỏ, môi nhỏ. Chủ nhân của đôi mắt này thích nhìn xa xăm hay ngưỡng vọng, giàu tình cảm, nghĩa khí nhưng khá là nhát gan. Tuy giàu nhưng họ thiếu thốn tình cảm và phải ngoài 35 mới có cơ hội vang danh khắp chốn. Tứ mục, mắt thanh tú, đáng yêu, trẻ trung, lúc nào cũng như là có ngấn lệ long lanh. Với kiểu mắt này, lông mày thanh và đều, không phân biệt đầu cuối. Chủ nhân tứ mục là người giỏi nghệ thuật, thông thái hơn người, thành đạt về học vấn, nhiều tài lẻ, giỏi văn chương và ăn nói, biết cân bằng giữa tình cảm và lý tính, dễ gần, khỏe mạnh. Bạc hy nhãn là kiểu mắt tròn, con người to ở chính giữa, ánh mặt có uy lực quyến rũ và cực kỳ tình cảm, mê đắm lòng người. Đây là dạng mắt vô cùng cao quý, giúp chủ nhân hòa nhã thân thiện, tấm lòng bác ái, cư xử nhân nghĩa. Nữ là bậc vượng phu ích tử, sống quyền quý cao sang, nam thì giàu có hơn người, vinh hòa phú quý. Thước nhãn là kiểu mắt dài nhỏ mà thanh tú, ánh mắt ti hí gần như là không nhìn rõ con người. Người có thước nhãn là người có lý tính, thái độ hòa nhã, giỏi che giấu cảm xúc, tính toán rõ ràng, cả đời vinh quang phú quý, sống trường thọ. Sư tử nhãn, chủ nhân của sư tử nhãn thường bao giờ cũng có ánh mắt to, lòng đen hơi hướng lên trên, lông mày thô, mắt mạnh mẽ, có uy lực, đôi lúc khá là bạo liệt và dữ dội. Tuy vậy họ lại rất biết cư xử, khỏe mạnh, sống rất thọ.
người có sư tử nhãn rất mẫn tiệp, giỏi nghệ thuật, sống hướng nội, vừa nhiều tài lẻ vừa giỏi buôn bán kinh doanh, càng trẻ càng dễ giàu, làm quan lớn. Miêu nhãn là mắt kiểu tròn, ngắn, con người sáng bóng, linh hoạt, cử động liên tục. Người có miêu nhãn nội tâm trong sáng, rất tài tình, có khiếu hài hước, tính tình bao dung, có trách nhiệm và dễ lọt vào mắt quý nhân. Họ sinh ra trong gia đình giàu có, thế lực giàu lớn, cả đời phú quý, hậu vận an nhàn. Và ở phần tiếp theo trong chương trình hôm nay, phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt 5 con giáp trong số 12 con giáp. Khi có những đặc điểm trên, sẽ có đường công danh sự nghiệp tốt nhất trong năm 2020, có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tuổi Sửu. Mệnh chủ tuổi Sửu năm Canh Tý có thái tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến. Trong năm Canh Tý, sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ. Nhưng đừng hấp tấp, ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm Canh Tý này, đối với những mệnh chủ vẫn còn đang trong vận mệnh học hành sẽ không được lý tưởng, học sinh tâm trí hỗn loạn, ham chơi, cần người đốc thúc kịp thời. Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu sẽ có những trắc trở nho nhỏ, hung thần thiên không gây ra, khiến cho mệnh chủ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán dẫn tới thất bại trong gang tấc. Về sự nghiệp, năm 2020 của tuổi Sửu, Canh Kim lộ xuất thương quan, Tý Thủy tọa thứ tài, trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới. Các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi, vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt, tăng lương thăng chức. Tuế can lộ xuất thương quang tinh, tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế, muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Và tiếp theo đó là tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020, tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyện học hành, thi cử, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó thể xoay chuyển được. Phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng, cũng đừng chần chừ do dự, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Xem vận trình tài lộc của tuổi Dần vào năm 2020, con giáp này có Canh Kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn, trong năm đường tài lộc khá tốt. Mệnh chủ sẽ đạt được thăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ, tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi sẽ dễ thu lợi về tay. Cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng vẫn phải nhìn về tương lai mà sống. Năm nay người tuổi Dần muốn tăng cường tài lộc sự nghiệp, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích hoạt tài lộc và sự nghiệp của người tuổi Dần một bước lên mây. Tuổi Mão. Bước vào năm Canh Tý, tuế can Canh Kim lộ xuất chính quan, Tý Thủy tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên, người tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế để nghênh đón các thần hóa giải hung tinh, giúp người tuổi Mão luôn gặp được may mắn bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử, lấy bằng cấp chứng chỉ cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Do thái tuế Tý Thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình nên trong năm nay cần phải chú ý, trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người khác, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng khá là cao. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng.
Thái Tuế còn mang những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Trong năm hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng vào họa kiện tụng lao tù. Theo phong thủy may mắn tuổi Mão thì cần lưu ý làm gì cũng phải tuân theo quy định, tuân theo pháp luật, dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình, cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay là chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Mão Tý tương hình Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối. Vậy nên những người tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp hóa giải hạn Thái Tuế và tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ thì thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp cho người tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tuổi Tỵ. Luận tử vi về sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm 2020, con giáp này phải đối mặt với tam tai, những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không đủ tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài nhưng có thể âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ, chỉ cần con giáp này sơ suất lơ là thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực, tuy nhiên thì bản mệnh cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự nhưng có vô khối những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng, bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh để xem bản mệnh có thể bứt phá được hay không. Để cho sự nghiệp hanh thông, may mắn, người tuổi Tỵ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuy cơ may không nhiều, nhưng nếu con giáp này kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Con giáp tiếp theo trong danh sách ngày hôm nay đó chính là tuổi Tuất. Về tổng thể, vận thế của người tuổi Tuất năm 2020 không có nhiều biến động, bản mệnh có thể có cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Canh kim lộ xuất thực thần, cộng với thiên can địa chi tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài, Thái Tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến người tuổi Tuất, nên sự nghiệp của người tuổi này nói chung khá thuận lợi, đặc biệt là những bạn làm trong các lĩnh vực marketing, đầu tư, tài chính thủy lợi. Tuy nhiên thì cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến thì bản mệnh cũng không nên nản lòng bỏ cuộc. Mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kinh bài Thái Tuế có tác dụng hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình. Nếu bạn có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối năm là thời điểm bạn gặt hái được nhiều thắng lợi. Ngoài ra, trong năm nay bản mệnh có cơ hội được hưởng thụ nhiều thú vui trong cuộc sống, được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi tụ tập. Còn về mặt tình cảm, do có sao cô thần quả tú tọa thủ nên mệnh chủ gặp nhiều chuyện không như ý. Năm Canh Tí này, con giáp này thì không thuận lợi trong chuyện hôn nhân hoặc là ra ở riêng. Trong chuyện tình cảm thì nam mệnh gặp được nhiều cơ hội hơn là nữ mệnh. Tuy nhiên nếu có tình cảm với ai thì nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc bất cứ hoàn cảnh nào, nếu không sẽ để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách vô ích. Ngoài ra thì tuổi Tuất cần phải chú ý sức khỏe của bản thân. Trong năm nay, gia đình dễ có người ốm đau hoặc qua đời. Tuy nhiên thì tuổi Tuất không nên quá lo lắng về vấn đề này, bởi năm Thái Tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh, nhiều chuyện tưởng như là nguy hiểm nhưng rồi cũng sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng. Nhìn chung, vận trình của tuổi Tuất vẫn còn tốt trong năm nay, sự nghiệp tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất, tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái, lạc quan đối với cuộc sống. Sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn cũng là một cách để hóa giải những thị phi tài ách của năm. Với những người tuổi Tuất cần phải sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành. Trên đây là 5 con giáp có tố chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu có thịnh vượng. Bạn có nằm trong 5 con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để theo dõi các chương trình tiếp theo xem có mặt con giáp của mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi anh chị, hãy liên hệ đến số hotline của chúng tôi để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị. Hẹn gặp